Rồi, bây giờ tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mình chỉnh lại cái header và chỉnh lại phần màu sắc trong web luôn. Thì nó chỉnh lại header thuộc trong phần tùy biến. Thì bây giờ mình sẽ đăng nhập vào quản trị để mình vô phần tùy biến để mình chỉnh lại header và chỉnh màu sắc cho toàn bộ cái website này luôn. Thì để làm việc đó, mình đăng nhập vào trong quản trị ha. Admin, rồi đăng nhập vô. Rồi đăng nhập rồi thì mình sẽ vô Lightroom theo option là vô đây cũng là tùy biến luôn, hoặc mình vô giao diện tùy biến cũng là nó luôn, hoặc mình không thích vô đó thì mình đi vô cái chỗ bên ngoài trang chủ nè, ngoài trang format á, ngoài trang người dùng á cũng có một chỗ đó cho mình vô tùy biến chỗ này đó. Thì ba cái chỗ nãy chỉ là cùng vô một chức năng để tùy biến ha. Tùy biến chỗ này hoặc Lightroom option chỗ này cũng là tùy biến luôn, hoặc hoặc là giao diện tùy biến chỗ này nó cũng giống nhau ha. Vô tùy biến rồi, vô đây mình sẽ sắp xếp lại cái layout của header. Nếu mình muốn thay đổi thì mình sắp xếp lại ha. Bấm header thì qua đây chỗ header builder của mình. Header builder của mình thì sẽ có phần header builder và phần bên trên này là phần xem những thay đổi khi mình chỉnh sửa. Còn phần bên trái là phần sidebar để mình vô những menu sâu hơn nha. Rồi thì ở đây nó sẽ có vào 3 phần. Phần top 3 là phần hai ngang trên này, trang trí kim vinh số điện thoại là phần top 3. Phần ở giữa là phần header main là logo và tìm kiếm và tài khoản và giỏ hàng. Và phần ở dưới header button là bao gồm là vertical menu và danh mục sản phẩm. Rồi main menu là trang chủ tất cả topic liên hệ giới thiệu. Rồi khúc bên đây là chưa có. Đó ha, nó phân vậy. Còn những cái not in view là những cái này chưa có dùng đến, mình muốn dùng mình lôi lên. Đó. Rồi ví dụ bây giờ mình muốn là đổi cái logo nằm ở giữa thì mình đổi được không? Được, bấm vào bánh cưa logo và mình chỉnh logo qua giữa là logo sẽ qua giữa thôi, đúng không? Đó. Mình muốn logo quay lại trở lại vậy thôi, nó. Đó. Đó rồi mình muốn ví dụ là bây giờ mình muốn bỏ cái vertical menu đi, không dùng nữa thì mình dẹp đi xuống đây, không dùng vertical menu nữa. Nha. Nó thì ở đây sẽ mất vertical menu. Chờ xíu, review lên cho các bạn coi. Mất vertical menu, không xài vertical menu nữa. Đây dành cho những bạn mà xài là full cái slider ở dưới là full, mình không xài vertical menu nữa. Ví dụ mình muốn xài là cái logo và cái menu chung với nhau thì mình làm sao? Thì mình bỏ cái search form này ra, mình kéo menu lên trên này thì mình sẽ có là cái menu mình nằm trên, kế bên cái main menu. Okay. Cái menu kế bên logo, cái menu kế bên đây. Đó, à. Đó nè, sắp xếp vậy. Ừ. Đó là có nhiều bạn, em không thích hiện cái top 3 này. Cái top 3 này em không thích, em muốn ẩn nó đi. Thì cũng có chỗ chỉnh luôn. Dù muốn chỉnh cái nào ở đây, logic muốn chỉnh cái nào, và bánh răng cưa vô tìm chỉnh thôi. Muốn chỉnh top 3 thì mình vô bánh răng cưa top 3 và mình enable, mình disable đi là mình tắt. Không, mình tắt đi, rồi mình mới coi chút xíu nó load lại thì mình sẽ coi lại nha. Đó bây giờ rồi muốn chỉnh mấy cái này nó bự lên được không, muốn chỉnh là trang chủ tất cả sản phẩm topic liên hệ giới thiệu bự lên được luôn đó, thì mình sẽ chỉnh lại
Main menu đây không có bánh ăn cưa thì mình không chỉnh được, mình sẽ chỉnh vô bằng header main, bánh ăn cưa header main để mình chỉnh. Chỉnh thằng cha thì con nó sẽ ăn theo. Con không có cho chỉnh nè, header main menu có bánh ăn cưa đâu thì mình mới vô hàng thằng cha này để mình tìm. Vô đây mình kéo xuống đây nó có cho mình chữa là chỉnh thì bắt rau nè. Ví dụ muốn bắt rau gì đó mình chọn bắt rau đây thì mình cho bắt rau đó, không bao gì đó có màu vô. Còn ví dụ không có màu thì mình màu trắng thì mình để màu trắng ở đây đó, ví dụ vậy. Rồi muốn có hình nền thì bỏ hình nền nha đó. Rồi xuống dây navigation. Navigation chính là cái cây menu nằm đây. Navigation này muốn chọn kiểu nào, ở đây nó muốn có kiểu này, kiểu này thì nó có một cái màu bắt rau bên dưới ha. Ở ra bên dưới đây, thấy chưa? Đó. Ở bên ra bên dưới đó thì ở đây mình cho nó chiều nó nhỏ cho chiều cao nát 2 chính là navigation 2 chính là cái menu chiều cao menu này nè, mình kéo nó đây thì nó như vậy. Nha. Ở nát lết là gì? Nát lết là vị trí là nằm trên, nằm kéo xuống sâu hoặc là kéo lên trên nha. Đó mình kéo sao canh vừa thôi. Nát color chính là màu sắc của cái menu này. À, màu sắc đó, thấy không? Color muốn cho màu gì thì mình cho, ví dụ cho màu này, cho màu này đó thì nó ra màu này đó. Hover vô đây đó, chờ rồi hover vô màu gì, hover vô là rê chuột vô, ví dụ hover vô cái này icon này, hover vô cho màu trắng đi chẳng hạn, hover vô not color hover nè, hover vô màu trắng nè, thấy chưa? Đó, thấy không? Còn mình không thích thì mình bỏ xóa đi. Đó. Nè, không thích thì bỏ đi. Đó, mình gọi lại hover vô màu gì đó, ví dụ một cái màu gì đó đây, đây tôi chưa cho coi, mình bỏ vô. Đây, đó, nha. Đó. Rồi, đó là mình cách mình phối lại cái chỉnh lại cái này nha. Đó là mình chỉnh rồi cái header sắp xếp lại rồi và chỉnh màu sắc cho header này, màu như thế nào đó mình chỉnh. Ở đây tôi sẽ không lưu lại, cái bài này tôi sẽ chỉnh tạm ở đây thôi, tôi không lưu lại. Còn muốn đổi logo thì vô bánh ăn cưa logo đổi nha, bánh ăn cưa logo phải đổi nha. Đó. Logo mình có thể kéo chiều ngang ra nè, cho nó đẩy ra, nếu logo mình dài mình kéo chiều ngang nó rộng ra. Còn logo mình nhỏ thì mình kéo ở nhỏ thôi. Đó. Logo bastin là cái khoảng cách logo nó có cái khoảng hở ra vậy thôi nha. Và biểu tượng size là gì? Biểu tượng size là đây, có biểu tượng size chính là cái biểu tượng ở trên đây nè. Em thấy chuột tôi vô không? Biểu tượng trên này. Đó là biểu tượng size nha. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình tiếp phần chỉnh màu cho website ha. Thì bây giờ ở đây tôi sẽ tạm thời không lưu, tôi chỉnh tạm thôi, tôi gót lại để tôi quay lại cái bài tiếp theo. Tôi là chỉnh demo cho bạn là chỉnh như thế nào cho giải thích cho bạn hiểu thôi, nhưng mà đây đối với bài này tôi sẽ không lưu lại nha. Tôi để như cái bài kia tôi làm tiếp. Rồi thì ở đây tôi giới thiệu các bạn một công cụ để mình phối màu cho website nha. Ví dụ mình muốn màu chủ đạo của mình màu gì, ví dụ mình muốn màu chủ đạo của mình là màu hồng này đi, thì mình dán vô đây thì mình sẽ thực hiện ở đây thì sẽ gửi cho mình những cái màu nền để mình thay phối và phối khi mình phối cho đừng có bị loạn màu, mình phối bằng những cái màu ở đây nha. Đó ha. Đó thì bây giờ mình sẽ dựa theo đây để mình, ví dụ mình lấy cái màu cho màu chủ đạo màu này thì những cái màu mà tiếp theo để mình chọn là những cái màu này nha. Đó. Cái bảng này color này, cái bảng này là sử dụng công cụ color crop, cái cài color crop vô nha. Cài color crop vô thì mình mới có cái công cụ của mình đây, mình hút một cái màu nào đó. Colorcop.net nè, đây nè, mình download mình cài vô máy này mình sẽ có công cụ Colorcop này. Đây là giống như tôi nè, hút ở đâu đó, hút ở chỗ này thì hút chỗ này cho mình để mình có cái màu em. Rồi sau khi mình dùng công cụ phối màu, mình có cái ra cái màu rồi, mình sẽ dùng cái màu này mình bỏ vô sai ha.
Đó. Thì đây nó style. Vô style ha. Bên đây mình sẽ vô header rồi. Vô style nè. Color. Nè. Color thì đây mình sẽ chọn màu chủ đạo. Mình nói là Ravery Color của mình chính là cái màu màu này rồi. Nha. Nó là mình nói màu này là Ravery Color của mình rồi đúng không? Thì mình sẽ chọn lại Ravery Color của tôi là màu này. Đó. Rồi. Đó. Set gun tôi cũng dùng màu này luôn. Đó. Set tôi tất cả tôi dùng một màu này đi. Đó. Màu này đi. Đó. Rồi. Này tôi dùng một màu này luôn. Rồi. Cái base color dùng màu. Base color thì tôi dùng màu đen. Highlight thì tôi dùng màu khác. Highlight tôi dùng một cái màu nổi hơn. Highlight thì tôi sẽ thể dùng cái màu nổi hơn là màu này. Màu đậm hơn. Đậm hơn màu này. Rất là nhiều. Chỉ một cái màu đậm hơn trong tất cả các màu đó. Cái này sorry. Hit like dùng màu đậm hơn nha. Đó. Link color thì tôi sẽ dùng một cái màu đậm này. Hai tôi dùng một cái màu khác. Khác cái màu chủ đạo một chút. Tôi sẽ dùng cái màu này. Màu này. Đó. Hover vô và rê chuột vô. Rê chuột vô thì mình sẽ dùng cái màu này, màu đậm này đi. Hover vô sẽ có một cái màu khác. Nó chỉnh nha. Hover vô. Đó. À, hover vô có màu khác. Rồi. Ở đây nếu mà nút add to cart á, là mình sẽ muốn màu gì. Add to cart mình sẽ là muốn màu gì thì mình bỏ vô. Ví dụ add to cart ở đây tôi muốn màu chủ đạo luôn đi. Chủ đạo màu này ha. Thì tôi sẽ lấy cái màu chủ đạo tôi làm tô cạc. Ở đây nè. Tô cạc. Đó, sell button. Rồi tôi để màu này luôn. Đó, rồi như đó thôi. Như đó. À, mình chọn xong màu. Làm gì làm nhưng mà cái màu chữ mình để màu đen cho nó dễ nhìn vậy thôi. Hit like thì mình lấy màu đậm đậm lên chút. Đó. Rồi sau khi mình chỉnh xong rồi mình đang. Đó. Đang rồi mình sẽ quay lại cái phần header để mình làm lại header ha. À, quay lại header, muốn làm lại header thì mình làm ví dụ đây. Ở đây thôi mình đang rồi thì ở đây header button nè. Header button mình chưa chỉnh màu, header button background nó còn cái màu gì đó thì mình muốn lấy cái màu chủ đạo. Lấy màu chủ đạo làm cái màu này luôn. Đó, thì đây màu chủ đạo đây nha. Rồi họ rồi chỗ này hover vô thì lấy một cái màu đậm đi. Đây. Này màu đen rồi. Đậm này. Đó. Đó, hover color. Rồi, danh mục sản phẩm ở đây nha. Sau khi làm xong rồi, mình chỉnh mở xong rồi, mình sẽ là tiếp vào Vertical Menu nè. Vertical Menu chỗ này sẽ có chỗ cho mình chỉnh một cái màu background. Background nghĩa là màu của Vertical Menu bên này nè. Ở đây mình sẽ chọn cái màu đậm này luôn. Đó, ở dưới nguyên tắc là nền màu là màu sáng thì ở trên cái nền đó phải là màu tối, nổi lại. Thì mình chọn hai màu ở đây. Khi mình lấy cái màu nhìn nè. Này đậm đúng không? Này lợt đúng không? Đúng không? Rồi, nếu cho mình hai màu đậm màu lợt thì mình sẽ phối giữa hai cái để cho sao nó tương xứng. Thì hai cái màu sáng thì không thể nào đi cùng với nhau được. Hai màu sáng mà mình đi màu tương phản với nhau nha. Nguyên tắc là thế, rồi bỏ vô xong. Nha. Ví dụ ở đây nền này mình muốn có cái nền nữa thì mình bỏ vô, ví dụ header domain này muốn có một cái nền nữa thì mình bỏ vô. Ví dụ muốn có cái nền màu khác nữa thì mình bỏ vô ha. Thì cái màu chủ đạo mình có rồi thì mình sẽ làm một cái màu lợt hơn chút. Như màu này đi ha. Thì muốn có màu nền thì mình bánh răng cưa của header band này nè. Mình bắt rau đó nè. Chỗ này mình có màu nền mình bỏ vô nè. Nó thì màu nền nó như vậy. Thì cái logo này mình phải đổi là màu trắng. Hiện tại logo tôi màu đen. Đó, thấy chưa? Đó. Đúng không?
cho nên là tôi làm cho thôi, nhưng mà đây tôi với đây tôi xóa, tôi không làm, tại vì tôi để đây màu trắng đó nha. Đó rồi, nghĩa là đây xong, đây xong. Ví dụ như là cái chỗ danh mục sản phẩm nó có cái background bên dưới này, thấy không nè, màu trắng này thì mình muốn chỉnh lại cái background này màu nền khác cũng được ha. Vertical panel bánh răng cưa nó kéo xuống dưới đây, kéo xuống dưới đây, nghĩa là background này chỉ là background này thôi, background của thằng dưới, background color của này nè, muốn có một cái màu gì đó thì mình dán vô. Nhưng muốn có màu này thì cái background này cũng đổi màu cho mình luôn ha, một xíu nữa nó đổi màu cho mình, đâu này đổi màu cho mình luôn đó ha, cái bắt đầu đó luôn. Thì mình đổi lại cái này test, mình cho nó sáng lên ví dụ vậy đó. Đó một cách này ha, đó được chưa, chưa đậm lên không được. Giờ hiện tại hôm nay không có cho mình chỉnh chưa đậm, chưa là chưa đậm chưa là, thì ở đây nó không có chưa đậm là cái coi hết ở đây có không, ở đây nó không có, không có, không có. Để chưa đậm phải chỉnh cách khác, chưa đậm tôi sẽ chỉnh sao, hướng dẫn sao. Nó dù vậy, nó bây giờ ở đây mình sẽ làm, ở đây tôi không thích màu này, tôi chọn màu trắng này, thì tôi để tôi xóa này đi nha. Đó. Không. Rồi, cái đó là phần về chỉnh màu ha, chỉnh màu ha. Chỉnh màu xong rồi mình sẽ đăng. Mình đổi lại thì cái chỗ này mình phải đổi ha, cái này là màu sáng màu tối nè. Đó mày màu sáng nè, cái này màu tối nè, mình sẽ chỉnh lại. Sau khi đăng xong mình sẽ sửa lại cho nó đúng ha, nhưng mà nghĩa là hai cái tương phản qua lại với nhau nè. Sáng nè, đó là tối nè, đó. Đăng ha. Đó. Rồi. Rồi sau. Sau đó là đây, ở đây có chỗ là trang trí kia Kim Vinh cho cuộc sống đẹp hơn. Ở đây là bánh răng cưa của HT ML1 nè. Mình sửa lại đây. Còn tắt ở đây, bấm lên cưa, còn tắt ở đây mình sửa lại đây, số điện thoại. Sôi sổ icon, bấm lên cưa, sôi sổ icon để mình thêm những đường link của những cái sôi sổ icon vô, thêm link của liên kết của mình sổ bỏ vô. Đó, vậy thôi. Rồi, đó, rồi. Tiếp theo thì tiếp theo tới cái phần, chỉnh phần tiếp theo. Ở đây có cái chỗ style, topography là phông chữ cho toàn bộ website. Thì ở đây tôi đang xài là phông Roboto. Các bạn muốn đổi phông khác á, thì các bạn vô vào Google phông à, Google phông. Rồi sau đó mình sẽ tìm cái loại phông nào đẹp, mình sẽ thay vô. Mình thay chỉ cần thay cái tên thôi, tại vì đây sẽ thư viện lót từ Google phông, cho nên mình chỉ cần vô đây mình tìm. Tìm cái phông, mình nhớ tìm cái loại phông nào Việt, cái tiếng Việt á, nó xài được á, thì mình chọn nghe. Chạy loại phông, phông tiếng Việt nghe. Ở đây cho nó chọn phong tiếng Việt. Rồi, phong Google. Sao mà hôm nay. Đây vô đây đúng phong chấm Google nè, mới đúng nè. Ngôn ngữ mình chọn à, ngôn ngữ tiếng Việt, Việt Nam y. Rồi đây mình lựa phong nào, thấy phong nào đẹp mình lựa, mình thấy viết chữ thử lên được. Ví dụ muốn xài phong này cũng được, phong này mình xài phong này. Đó. Mình muốn cái tiêu đề mình xài phong này không cũng được đó nghe. Thì ở đây á, mình muốn xài, ví dụ tôi sẽ có ví dụ lấy phong này đẹp đi, phong này thấy đẹp nè. Phong này phong nghệ thuật đúng không? Ok. Thì bây giờ là phong đọc không đọc chữ là phong bình thường, phong đọc chữ là phong thường, là phong nghệ thuật thì mình ở đây mình sẽ chỗ là có cái loại là phong nghệ thuật đâu. À phong nè. Mình xài phong này ha. WWE đúng không? Mình sẽ gọi là WWE nó qua đây. Phải không? Phải nó không? WWT đúng không? Nếu có mới xài được nghe. Không có thì đây mình cũng không xài được đâu. WWT hôm nay không có rồi.
không có mình kiếm phòng khác thôi, tại vì không có, tại vì chưa cập nhật vô cái web của mình, nó mới ra quá, hiểu không? Ừ, thì mình kiếm cái phòng khác nha. Nhưng mà cái phong này mới làm mấy cái tiêu đề, mình kiếm mấy cái phong nào. Cái này đi, ví dụ như đây, đây là chữ chữ này đi, must miss gì đó đây, ms ha, vô đây ms có nghĩa phòng mới nó chưa update qua. Phòng mới chưa update qua thì mình đi kiếm phòng khác thôi, có những phòng mới chưa update qua, có một số phòng nó không có. Đây nè, tôi đưa đây coi, không phải đẹp nè, nè được nè, có nè ha. Thì mình đưa phong này à, phong không nè, giống à phong nè đó. Thì khi mình viết chữ muốn xài phong này thì mình xài sao, ví dụ bên đây, ví dụ tôi sẽ thử nha, sau khi làm xong mình phải xài, muốn xài phong đó trên website á thì mình xài như sau. Ví dụ em nói ví dụ cái tiêu đề đây, tôi muốn xài cái phong đó, cái tiêu đề về chúng tôi tại sao đó, tôi muốn xài cái phong đó thì sao. Sửa nè, edit unit builder nè, giống như mình thiết kế bình thường như bữa trước tôi hướng dẫn, nhưng mà muốn xài cái phong đó thì mình phải chọn đúng phong đó mới được. Rồi bây giờ ví dụ về chữ về chúng tôi nãy nó muốn sửa lại phong ở đây, bấm đau chuột, bấm vô chữ về chúng tôi nè, rồi viết vô chữ của đó muốn xài cái phong mới này thì mình sẽ chỉnh cái chữ như sau. Nó chữ đang màu trắng đúng không? Thì mình cancel đi để mình coi. Open nó lại, open lại nha. Rồi mình quét chọn cái tiêu đó thì mình sẽ chọn vô cái enter the text form nè. Nó thì nó sẽ lấy cái phong chữ mình vừa mới chọn ở bên kia. Enter the text form. Enter the text form chính là cái phong chữ mình chọn ở trong ngay đây, mình chỉnh hiện thêm lên công cụ ra để mình này, để tự động nó lấy cái phong này ra này cho mình nó vô đó. Enter the phong, nhớ enter the phong, muốn chỉnh kích thước nó cao lớn hơn chỉnh lên, ví dụ như vậy đó. Ok, ví dụ đoạn chữ tại sao này muốn chỉnh lại phong nó cũng vậy luôn, như vậy ha. Quét chọn rồi enter the phong. Đó. Cái này uppercase thì mình uppercase không? Đó. Nó dùng vậy. Đó thì đó là cách để mình làm thôi. Chỗ thì biến nè, chỗ đây. Viber này ha, đây là chọn vô. Đó. Đó thì ở đây nó sẽ mình không ăn, tại vì mình mới không lưu. Mình chọn đây ha. Mình chọn định dạng nè, ở đây cái phone nè. Ok nè. Đó, tại vì đây nó có cái lát add phong này thì nó mới ăn được cái chỗ này. Đó, tương tự vậy những cái chữ khác mà mình muốn làm thì mình cũng như vậy. Rồi. Add phong. Nhưng mà cái phong này viết chữ qua không đẹp, viết chữ thường thì đẹp hơn, đúng không? Đó. Tùy theo mình muốn ha. Đó, rồi. Đó rồi, tiếp theo thì những cái phong khác á, còn phong còn lại á, thì vừa phong headline này chính là cái phong của menu, còn cái phong mà bay là phong chữ bài viết đó,
sorry, phong headline là phong của H1, H2 nghe, sorry. Phong headline là phong của tiêu đề H1, H2, H3, H4, H5, H6. Phong bay á, phong của bay là phong của đọc chữ, chữ nội dung. Phong của navigation á là phong của menu. Đó, phong ạc là phong của nghệ thuật, thì mình muốn phong từ biến đó thì mình chọn vô. Đó như thế. Yeah. Rồi, cái đó là về phong. Nha. Yeah. Rồi, như đó thôi. Rồi tới layout nè. Layout ở đây thì mình muốn chịu cái content. Content chính là cái nội dung của website của mình á. Nội dung của website của mình chính là cái này. Cái giữa website mình á, cái kích thước của chiều ngang của cái nội dung chính giữa của website mình đó là bao nhiêu thì mình nhập cái số đó. Hiện tại tôi đang để là 1250 nha. Là từ cái logo này, từ cái mí cuối cùng của logo này cho đến tới cái mí cuối cùng của cái giỏ hàng bên này. Đó là từ đây, chỗ tôi chỉ nè, tới đây. Thì cái khoảng cách đó, chiều ngang đó là 1250 ở đây. Đó như đó. Muốn to nữa thì mình chỉnh nữa nha. Đó. Đó rồi, có nhiêu đó thôi, còn mấy phần lại thì mình để mặc định vậy đi, không chuẩn nhiều. Còn lại còn chỉnh nhiều đó thôi. Đó không mình ăn vậy thôi. Đó. Rồi. Rồi đó là cái phần mình chỉnh lại cái header nè. Sắp xếp lại cái layout header, chỉnh màu sắc, phông chữ, kích thước của nội dung, thay đổi logo. Nha. Đó. Rồi, vertical menu, vị trí, sắp xếp. Đó, vậy thôi, như đó thôi nha. Rồi, kết thúc cái video ở đây nha.